Kiều. Ủa, Vân Anh nó qua chơi, mày ngồi. Kiều xem Vân Anh đem cái gì qua cho Kiều nè. Wow, hoành thánh hả? Trông nhiều kiểu lạ mắt lại còn nước sốt hấp dẫn nữa chứ. Món này lạ lắm đó Kiều, thử đi. Ngon quá. Ủa, nhân cá chứ không phải nhân thịt nhân tôm mà mình hay ăn hả? Nhân cá hồi đó, ngon không? Vừa ngon lại vừa lạ. Mà Vân Anh học cách nấu này ở đâu ra vậy? Chị Kiều đặng Kiều nấu cho thằng Boy nhà Kiều ăn. Nó thích hoành thánh lắm, nhưng mà ăn nhân tôm nhân thịt hoài cũng ngán ha. Đơn giản lắm, món này có tên là hoành thánh cá hồi. Vân Anh học được từ chương trình món ngon mỗi ngày á. Kiều cứ lên website mongonmoingay.com là sẽ có ngay cách chế biến thôi. Cảm ơn Vân Anh nha, hay là giờ mình coi luôn đi. Xin chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ với công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Kim Thảo. Ngày hôm nay thì Phước Hưng xin giới thiệu cho Kim Thảo nè, cũng như là tất cả quý vị khán giả, một món ngon vừa lạ miệng mà lại vừa ngon nữa. Và món ăn của ngày hôm nay có tên gọi là hoành thánh cá hồi. Đầu bếp Phước Hưng ơi, với món hoành thánh cá hồi này mình phải chuẩn bị những nguyên liệu gì? Rất là đơn giản thôi Kim Thảo, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: khoảng 100g phi lê cá hồi, 20 lá hoành thánh, nấm đông cô tươi, hành lá, tương chua ngọt, các loại gia vị thông thường, đặc biệt là sốt mayonnaise Ajinomoto. Công đoạn đầu tiên thì Phước Hưng sẽ sơ chế cái phần nấm đông cô tươi này đi. Nấm đông cô tươi này thì Phước Hưng cắt lát nha. Mà Hưng nè, nếu như mà mình không thích sử dụng nấm đông cô thì mình sử dụng nấm khác có được không? Cũng được nữa Kim Thảo. Kế tiếp thì Hưng sẽ cắt cái hành lá này nhuyễn nè. Phước Hưng xin lưu ý với quý vị khán giả thì khi chúng ta làm cá hồi này, chúng ta nên cắt hạt lựu lớn để khi mà chúng ta ăn thì chúng ta có thể cảm nhận được cái vị cá hồi ngon hơn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là cắt hạt lựu cá hồi thôi để khi ăn chúng ta dễ dàng cảm nhận được hương vị của cá hồi nha quý vị. Rồi thì bây giờ Phước Hưng sẽ cắt cái phần phi lê cá hồi này thành hạt lựu nè. Thường á, mình chỉ có là hoành thánh thịt heo thôi đúng không? Đúng rồi. Hoặc là có hoành thánh cá nữa. Và hôm nay là hoành thánh là cá mà còn cá hồi nữa. Là chắc là bổ dưỡng lắm luôn á ha. Đúng rồi đó Kim Thảo, với lại trẻ em cũng thích ăn nữa. Rồi, chúng ta đã sắc cá hồi thành hạt lựu rồi nè. Thì Hưng sẽ cho hết cái phần nấm đông cô tươi cũng như là hành lá mà chúng ta đã sắc vào đây. Nêm vào đây là nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto nè, một ít tiêu nè, và đặc biệt là một muỗng canh sốt mayonnaise Ajinomoto. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều là cái phần nhân này lên. Bây giờ nhân thì chúng ta đã làm xong. Bước kế tiếp đó chính là bàn tay khéo léo của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta sẽ cúng hoàng thánh nè. Chúng ta hãy tiết kiệm thời gian thì Kim Thảo hãy bắt giùm cho Phước Hưng một cái chảo dầu nha. Đồng ý. Nhìn nó như là một cái hoa vậy đó. Và bây giờ tiếp theo thì bây giờ chúng ta đã có một kiểu rồi nè. Và Hưng sẽ làm thêm một kiểu tiếp theo. Mình cuốn hành thánh thêm một kiểu khác nữa hả? Đúng rồi. Cũng đơn giản thôi. Rồi, đã xong rồi. Kim Thảo nghĩ là dầu đã nóng rồi đó. Nóng rồi thì bây giờ Phước Hưng sẽ cho hoàng thánh vào nè. Hưng ơi, Thảo tăng lửa cho nó nhanh chín hoàng thánh nha. Không được đâu Kim Thảo ơi. Và đây cũng là một cái điều lưu ý cho tất cả quý vị khán giả. Khi mà quý vị khán giả làm món hoành thánh cá hồi này thì quý vị hãy chiên với độ lửa vừa nè để cho hoành thánh được chín đều và vàng giòn hơn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là chiên hoành thánh cá hồi sẽ chiên với lửa vừa thôi để cho hoành thánh của chúng ta được chín vàng và giòn đều nha quý vị. Đây thì Hưng sẽ vớt cái hoành thánh ra nè. Kim Thảo ơi, bây giờ thì chúng ta đã chiên hoành thánh vàng giòn rồi nè. Bây giờ công đoạn cuối cùng là Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả chúng ta hãy làm cái nước sốt để ăn kèm với cái món hoành thánh cá hồi này. Và trong đây thì nguyên liệu là một muỗng canh sốt mayonnaise Ajinomoto. Và Hưng sẽ cho vào đây là hai muỗng canh tương chua ngọt. Rất là đơn giản thì Hưng sẽ khuấy đều lên nè. Rồi đây thì bây giờ chúng ta đã có một cái chén nước sốt rất là ngon để ăn kèm với món hoành thánh cá hồi này. Bây giờ chúng ta sẽ gấp những cái hoành thánh lên nha. Rất là đẹp luôn á. Đây Hưng sẽ cho Kim Thảo thưởng thức một miếng nè và chấm với một miếng sốt nè. Rồi mời Kim Thảo. Cảm ơn Hưng. Chưa ăn nữa mà hình như Phước Hưng nghe cái tiếng giòn tan rồi đúng không?
Hưng ơi, đúng như Hưng nói luôn á, Hưng nghe được cái độ giòn giòn của cái vỏ bên ngoài đúng không? Đúng rồi. Giòn ơi là giòn và rất là ngon. Bên cạnh đó ở bên trong thì Kim Thảo cảm nhận được từng miếng cá hồi luôn. Miếng cá hồi thơm lắm, kết hợp với vị béo béo, chua chua nhẹ nhẹ của sốt mayonnaise aji mayo nữa. Chắc chắn là món ăn này không chỉ là các bé thích đâu mà người lớn cũng sẽ thích mê luôn cho xem. Cha coi bộ Kim Thảo khá là biết thưởng thức đó nha. Nhưng mà Phước Hưng cũng cảm thấy cái món ăn này rất là ngon. Nhưng đặc biệt không phải là chỉ là ngon thôi đâu. Trong nguyên liệu của món hoành thánh cá hồi này có nguyên liệu chính, đó chính là cá hồi. Đặc biệt là cá hồi chứa rất nhiều omega 3, rất tốt cho sức khỏe, là đặc biệt là phát triển trí não cho trẻ em nữa. Một món ăn ngon, lạ miệng rồi còn bổ dưỡng nữa. Vậy thì quý vị ơi hãy nhanh nhanh thực hiện món hoành thánh cá hồi này nha. Quý vị và các bạn thân mến, với món hoành thánh cá hồi mà ngày hôm nay đầu bếp Phước Hưng đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta, thì Kim Thảo hy vọng rằng quý vị sẽ bổ sung vào thực đơn hàng ngày của mình. Và chắc chắn là khi quý vị làm cho các bé nhà mình ăn thì các bé sẽ thích ơi là thích luôn, bởi vì hương vị của nó rất là lạ miệng, bên cạnh đó lại còn bổ dưỡng nữa chứ. Quý vị hãy thực hiện và chia sẻ cảm nhận cho tất cả chúng tôi nha. Ở hộp thư rất là quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Và quý vị nếu muốn xem lại chương trình ngày hôm nay, hãy truy cập vào trang web www.monngonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Và đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.